của kênh chào các bạn Mỗi người trong chúng ta Phải tìm ra mục đích sống của mình Và đi theo con đường của riêng mình Để nhận ra tiềm năng và mục tiêu của mình Trong cuộc hành trình này Người bảo vệ Người thầy Và người hướng dẫn của bạn Chính là vũ trụ Bạn quyết định những gì bạn muốn Và vạch ra kế hoạch của bạn để đạt được điều đó khi bạn tiến về phía trước trên con đường này đôi khi bạn bị phân tâm và chệch khỏi con đường này mà không nhận ra khi bạn đi lạc khỏi con đường vũ trụ sẽ gửi cho bạn những dấu hiệu để cảnh báo bạn sau đó tùy thuộc vào bạn để tìm kiếm những dấu hiệu này chú ý đến chúng và sử dụng chúng để quay trở lại con đường dành cho bạn Vũ trụ luôn ủng hộ chúng ta, giúp chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và mãn nguyện. Sau đây là những dấu hiệu cho thấy vũ trụ đang nói với bạn điều gì đó. Những dấu hiệu này là cách vũ trụ bảo vệ bạn khỏi bị tổn hại và giúp bạn đạt được tiềm năng của mình. Sau đây là những dấu hiệu thực rõ ràng cho thấy rằng bạn đang đi sai đường. Con đường không phù hợp với bạn. Điều thứ nhất, bạn luôn lo lắng và căng thẳng. Lo lắng và căng thẳng là những dấu hiệu cảnh báo có điều gì đó không ổn trong cuộc sống của bạn. Đôi khi những lý do cho căng thẳng là rõ ràng, chẳng hạn như vấn đề về sức khỏe của bạn, vấn đề tài chính hoặc rắc rối trong mối quan hệ. Những lần khác căng thẳng hầu như không thể nhận ra cuộc sống của bạn sẽ có vẻ hoàn hảo từ bên ngoài nhưng bạn không cảm thấy hạnh phúc hoặc khó ngủ và khó thư giãn đây đều là những dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn trong cuộc sống của bạn ngay khi bạn nhận thấy những dấu hiệu cảnh báo này bạn phải chú ý đào sâu hơn và tìm ra những gì là sai có biện pháp khắc phục càng sớm càng tốt để tránh tiêu cực hơn điều thứ hai bạn đã mất hứng thú với thứ mà bạn đam mê khi bạn tìm thấy mục đích của mình trong cuộc sống tất cả các bạn đều vui mừng và có động lực để làm việc để đạt được mục tiêu của mình niềm đam mê của bạn khiến bạn làm việc chăm chỉ hơn nhưng bạn không có gì phàn nàn về điều đó cả khi bạn đi xa hơn trên con đường bạn đột nhiên nhận ra rằng bạn không còn đam mê với mục tiêu này nữa đây là một dấu hiệu rõ ràng từ vũ trụ bạn đã lạc lối và hoàn toàn lạc lối bạn cần chủ động tìm đường về bạn có thể làm điều này bằng cách tự hỏi mình có thể làm gì để lấy lại niềm đam mê mà bạn từng có điều thứ ba bạn không bao giờ hài lòng và không ngừng tìm kiếm sự thay đổi bạn bị mê hoặc bị thu hút bởi một điều gì đó và theo đuổi nó với tất cả sự nhiệt tình trong một thời gian sau đó bạn mất hứng thú với nó và tìm một cái gì đó khác để theo đuổi câu chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khao khát thay đổi liên tục không phải là một dấu hiệu tích cực đó là một dấu hiệu rõ ràng bạn không thích những gì bạn đang làm bạn chưa tìm thấy mục đích sống của mình. Hãy hít thở sâu và suy nghĩ sâu sắc và tìm ra sứ mệnh và số phận của cuộc đời bạn. Khi bạn bắt đầu trên con đường thực hiện mục đích của mình, bạn sẽ không cảm thấy cần phải thay đổi liên tục nữa. Điều thứ tư, bạn luôn cảm thấy khó chịu. Ngay cả những điều vùng vặt nhất cũng khiến bạn thất vọng. Và bạn liên tục cảm thấy phiền phức và khó chịu đây là một dấu hiệu chắc chắn từ vũ trụ. Có điều gì đó không ổn trong cuộc sống của bạn. Nỗ lực không ngừng của vũ trụ là giữ cho bạn hạnh phúc và hài lòng. Tất cả những gì bạn cần làm là yêu cầu những gì bạn muốn và theo đuổi nó bằng hành động, nỗ lực tích cực. Vũ trụ sẽ rất vui khi biến điều hứa của bạn thành hiện thực. Nếu bạn cảm thấy không vui và gặp rắc rối, thì đó chỉ có thể là bạn đang đi sai đường. Tìm ra nơi bạn đang đi sai và thực hiện các bước khắc phục. Điều này sẽ đưa bạn trở lại con đường đúng của mình. Điều thứ năm, bạn thường xuyên bị ốm hoặc đau. Bệnh của bạn có thể không nghiêm trọng nhưng đủ tệ để ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của bạn. Đó có thể là do cảm lạnh gia dẳng, hoặc đau lưng hoặc đau đầu, hoặc rối loạn dạ dày. Bạn tham khảo ý kiến bác sĩ và dùng thuốc nhưng sự thuyên giảm chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Ngay cả sau khi xét nghiệm nhiều cách khác nhau, họ vẫn không đưa ra được chẩn đoán chính xác cho bạn. Các vấn đề sức khỏe mãn tính thường là kết quả của rối loạn tâm thần. Bạn có thể trải nghiệm điều này khi hành động của bạn không phù hợp với mục tiêu và bạn đã đi lạc khỏi con đường. Khi bạn thực hiện hành động khắc phục, bạn sẽ thấy sức khỏe của mình được phục hồi và cuộc sống trở lại như xưa. Điều thứ sáu, bạn không thích công việc của mình bạn có tùy chọn để chọn những gì bạn làm trong cuộc sống thông thường bạn chọn thứ gì đó vì bạn thích nó và tận hưởng nó vì vậy khi bạn không còn thích công việc của mình điều đó có nghĩa là có điều gì đó không ổn đây là một tín hiệu từ vũ trụ để cảnh báo bạn và yêu cầu bạn hành động tìm lý do cho điều này bằng cách tự hỏi mình những câu hỏi rõ ràng khi bạn đã có sẵn câu trả lời hay làm những việc cần thiết để sắp xếp cuộc sống của bạn theo thứ tự. Bạn chỉ có thể chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng khi bạn hạnh phúc, mãn nguyện và có một sức khỏe tốt. Điều thứ bảy, bạn liên tục đấu tranh với chính mình hoặc với người khác. Bạn cảm thấy khó hòa đồng với người khác. Bạn luôn có những tranh luận và bất đồng. Bạn thậm chí không thể đồng ý với chính mình. Có quá nhiều mâu thuẫn đang diễn ra trong tâm trí bạn. Sự bất mãn, xung đột và cãi vã là những tín hiệu mà vũ trụ đang sử dụng để cảnh báo bạn rằng cuộc sống của bạn đang bị xáo trộn. Hãy chú ý đến lời cảnh báo và sửa đổi thái độ của bạn để lấy lại sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Chỉ sau đó bạn mới biết rằng bạn đang đi đúng hướng. Điều thứ 8. Các mối quan hệ của bạn không tiến triển, dù đó là mối quan hệ lãng mạn hay không. Các mối quan hệ phải luôn tiến triển từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo. Cần phải có sự cải thiện về chất lượng và chiều sâu của mối quan hệ. Tuy nhiên, khi cuộc sống của bạn không theo trật tự, các mối quan hệ của bạn cũng phải gánh chịu hậu quả. Một khi các mối quan hệ trở nên chua chát, chúng sẽ rút cạn năng lượng của bạn và điều này có thể làm tình hình tồi tệ hơn. Điều này tạo thành một vòng lẫn quẩn lý do cho các mối quan hệ căng thẳng có thể là do bạn hoặc những người khác có liên quan khi cuộc sống của bạn mất cân bằng bạn có thể nói hoặc làm những điều sai trái khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng hãy suy nghĩ sâu sắc và kỹ lưỡng về tình huống mà bạn đang gặp phải nếu bạn là người gây ra rắc rối hãy lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống và mọi thứ sẽ ổn trở lại nếu chính người kia là người gây rối hãy quyết định chia tay sự hiện diện liên tục của họ trong cuộc sống của bạn sẽ tạo ra nhiều vấn đề hơn cho bạn. Chúng ta còn lâu mới hiểu được những bí ẩn của vũ trụ. Các dấu hiệu cảnh báo từ vũ trụ vừa hấp dẫn vừa phức tạp. Nếu chúng ta không điều chỉnh, những dấu hiệu này rất dễ bỏ lỡ. Điều này có nghĩa là cuộc sống của chúng ta sẽ tiếp tục lệch khỏi con đường ngày càng xa hơn và thậm chí sau nhiều năm, chúng ta vẫn theo đuổi ước mơ và định mệnh của mình. Bạn đang đi đúng hướng. Nếu bạn đang cảm thấy hạnh phúc, bình yên và mãn nguyện. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua Fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại